À, thì nó nói lại một chút về cái hình học không gian này. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học chuyên sâu về bài hình trụ. Đây là bốn cái công thức, bốn cái hình mà quan trọng của lớp 9. Em làm bài tập sau. Xin mời. Em ghi đề bài đi. Một bồn nước inox hình trụ, chiều cao là 1,75 m, diện tích đáy là 0,32. Hỏi bồn nước này được đầy bao nhiêu mét khối nước? Một bồn nước inox dạng hình trụ, bài này chúng ta sẽ giải như sau. Đó, đây là cái hình trụ này mà các em nhìn thấy này. Cái hình trụ ở đây. Hình trụ đây này, các em nhìn thấy này. Đấy, cái bồn nước mà cái tét nước nhà các em hay dùng đây. Hình trụ đứng. Có thể đứng, có thể ngang cũng được, nhưng cái hình tròn này là đáy, còn cái chiều này là chiều cao. Ở đây thì chiều cao H là bằng 7,5 rồi. 7,5. Ở đây cũng được. Thì H ở đây cũng được, mà ghi bên ngoài này cũng được. H chính là 7,5. Diện tích đáy người ta cho sẵn rồi. 0,32 đi rồi. Vậy công thức chúng ta biết là thể tích bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy có cho rồi, chiều cao cho rồi. Nhân lại thì sẽ được 0,56 mét khối. Vậy chúng ta kết luận là nếu đầy thì được 0,56 mét khối, tức là nửa khối nước, hơn nửa khối nước một chút. À, chúng ta có một cái chú ý nhỏ ở đây, đó là thể tích nước thì bằng thể tích bồn cầu, à bằng thể tích bồn, thể tích của cái test ấy. Và còn cái công thức của chúng ta rồi, V trụ thì bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Còn nếu mà tính theo bán kính và chiều cao thì pi giờ bình. Pi giờ bình tức là diện tích đáy đây, diện tích hình đường tròn, hình tròn pi giờ bình nhân h. Đấy, trình bày thì các em chỉ cần cái khung như này thôi và vẽ cái hình, chúng ta vẽ cái hình tượng trưng mà. Với cái bài hình trụ thì các em cần hai thứ rất quan trọng, đó là bán kính và chiều cao. Ở đây chiều cao và bán kính. Đường kính thì 1 m thì sẽ tính được bán kính sẽ là nửa mét. Như vậy chúng ta có chiều cao rồi, có bán kính rồi, bán kính ở đây là nửa mét, thì chúng ta sẽ tính được thể tích và sẽ so sánh thể tích với cái 1 mét khối này xem thế nào. Vậy bài làm chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đấy. Đây là cái hình trụ chúng ta. Chúng ta thấy như sau, vì chiều cao là 1 m và bán kính đáy cũng bằng chiều cao, cho nên bán kính sẽ là 0,5. Bán kính đáy và chiều cao, à, chiều cao và đường kính bằng nhau đều là 1 m, vậy thì bán kính sẽ là nửa mét, giờ sẽ là nửa mét thôi. Chúng ta tính thể tích thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy là pi, công thức là pi giờ bình nhân h. Pi ở đây là 3,14, giờ ở đây là 0,5, 5 bình phương đây, và nhân với lại chiều cao h là 1. Đấy, ở đây chúng ta có này, r thì bằng 0,5 này, và h thì là bằng 1 này. Chúng ta thay vào công thức, chúng ta sẽ tính được thể tích là 0, chưa đến 0,8785 mét khối. Như vậy, thể tích thùng nhỏ hơn 1 mét khối, cho nên là không chứa được 1 mét khối nước.
Đó. Và các em vẽ cái hình bên ngoài này thôi. Thầy giáo đưa cái hình kia vào để các em tưởng tượng. Hình dung. Đầu tiên là em tính bán kính đáy ạ, là lấy Tính đường bán kính kính chia cho đáy. hai. Rồi. Đó là em tính thể tích của chiếc bồn chứa dầu. Rồi. Là em ra được là tính theo mét khối là ra được là 2,03472. Rồi. Xong rồi em đổi ra lít. Dạ bao nhiêu lít? 2034,72. Rồi, ok. Đây. Chúng ta vẫn chỉ sử dụng một công thức đó là thể tích S à, V thì bằng S đáy nhân chiều cao. Như thế này. Chiều cao bằng 1,8. H bằng 1,8. Nên là bán kính đáy. Bán kính đáy là lấy 1,2 chia 2. Đây, bán kính đáy là 1,2 để bài cho. Đường kính đáy là 1,2 thì bán kính sẽ là nửa đường kính bằng 0,6. Thể tích theo công thức chúng ta biết rồi. S đáy nhân chiều cao. Lắp vào công thức này, pi giờ bình h và thay số. Pi là 3,14 này. Giờ chính là 0,6 này. Giờ là 0,6 này thay vào đây thôi. 0,6 bình phương nhân h là 1,8. Coi như 0,3, 2,03 đây. Mét khối. Và chúng ta tính ra được là cứ mỗi một mét khối là 1.000 lít. Như vậy chúng ta phải nhân với 1.000. Tức là đổi mét khối ra lít phải nhân với 1.000. Đây các em để một chút này. Đem nhân với lại 1.000 sẽ ra được 2030. Còn công thức của chúng ta vẫn chỉ sử dụng duy nhất một công thức và đấy là công thức đúng của nó. S đáy nhân chiều cao. Đấy, chúng ta trình bày. Vậy chúng ta trình bày chỉ cần như đây trong phần này. Và vẽ cái hình tượng trưng. Cái hình này không có gì thay đổi cả. Từ đầu đến cuối chỉ vẽ một hình. Còn cái hình thật thực tế này các em không cần phải vẽ. Mà cũng không vẽ được. Đây cũng lại bài về hình trụ. Cái ống hút thì các em biết rồi. Nó hình trụ và nó không có đầu. Tức là nó rỗng. Thì mới hút nước, uống nước ngọt được. Đường kính đáy là 0,4 thì bán kính sẽ là 0,2. Còn chiều dài chính là chiều cao. Từ đó chúng ta sẽ tính được diện tích xung quanh. Tính được diện tích xung quanh theo công thức. Sau đó nhân với 100 lần lên thì sẽ ra được cái diện tích nó gây hại cho môi trường. Đây, các em quan sát như sau. Ống hút có bán kính đáy là đem đường kính chia đôi là 0,2 cm. Chiều cao h có rồi thì chúng ta sẽ tính được diện tích xung quanh. S xung quanh bằng chu vi đáy nhân chiều cao. Chu vi đáy đây là 2 pi giờ nhân h đây, công thức của nó đây. Chúng ta thay số. Số 2 vẫn là số 2 này. Pi là 3,14 này. Giờ là 0,2 này. H là 18 này. Cùng đơn vị là cm hết nhá. Đấy. Chúng ta sẽ tính được bấm máy nó sẽ ra là 22.608 cm vuông. À 22, xin lỗi 22,608 cm vuông. Mà chúng ta có 100 cái ống. Nên cái diện tích mà gây ô nhiễm môi trường là lấy 100 nhân với cái thể diện tích vừa rồi là ra 22.000 à 2.260,8 cm vuông. Và nếu chúng ta đổi ra mét vuông cho nó dễ nghe thì nó sẽ xấp xỉ là 0,2 0,2 mét vuông. 0,2 mét vuông là tương đối. Như vậy chúng ta thấy là 100 cái ống hút tức là một túi
Như vậy bài làm chúng ta không yêu cầu thì không cần phải đổi ra mét vuông, chúng ta đổi ra cm. Như vậy chúng ta chú ý này là cái diện tích của ống nhựa chính là diện tích xung quanh, còn chiều cao chính bằng chiều dài. Và chúng ta công thức diện tích xung quanh này là chu vi đáy nhân chiều cao. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 5. Một bể nước hình trụ nha, chiều cao là 2,5, tức là ở đây chúng ta thấy là h. H thì bằng 2,5 mét rồi. Diện tích đáy S bằng 4,8 rồi. Như vậy chúng ta đã có thể tính được thể tích. Tính được thể tích. Và cái tốc độ chảy của cái vòi nước là 4.800 lít nước mỗi giờ. Vậy thì hỏi chảy bao lâu thì đầy. Bạn Tuấn Anh thì nếu biết làm thôi này. Thầy, đầu tiên em tính thể tích của bể. Rồi. Xong sao nữa? Sau đó em lấy thể tích này đổi ra lít. Rồi. Rồi em lấy lít nước đấy chia cho 4,8 ra thời gian vòi chảy. 4.800. Dạ vâng, 4.800. Rồi, ok. Đây, chúng ta cứ phải tính thể tích đã. Có chiều cao rồi, có h của s rồi, chúng ta tính được thể tích. Như thế này. Có chiều cao rồi. Chiều cao h đây rồi. Có s đây rồi. Thì chúng ta sẽ tính được thể tích bể. V bằng S nhân H. S ở đây là 4,8. Và chiều cao đây là 2,5. Như vậy chúng ta sẽ dùng máy tính, chúng ta tính được là chỗ này là ra được 12 mét khối. 12 mét khối nhân với 1.000 thì sẽ được 12.000 lít. Bể này khá to. Vậy thì vòi nước chảy lấy 12.000 này chia cho 4.800 ra 2 tiếng rưỡi thì đầy. Như vậy chúng ta lấy là thời gian chảy đầy bể là 2 tiếng rưỡi. Công thức chúng ta dùng vẫn là V bằng S đáy nhân H. Công thức chúng ta đã biết rồi, còn vẽ hình tượng trưng vào. Bạn Hiệp thì nêu cách làm bài 6 này xem nào. Hiệp. Hiệp ơi. Đúng rồi. Thầy ơi, em đi ra ngoài chị ạ. À, được rồi. Đấy, các em thấy là muốn tính được cái phần giấy cắt tông thì người ta phải tính được diện tích xung quanh và diện tích của hai cái đáy cộng lại. Này. Thì sẽ ra được, sau đó cộng thêm phần trăm nữa. Em quan sát bài làm. Bán kính thì sẽ lấy đường kính chia đôi. Này, các em thấy đường kính giờ sẽ bằng đường kính chia đôi bằng 4. Cho nên là diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng với lại diện tích của hai đáy. Tức là 2 nhân với một đáy. S xung quanh thì bằng 2 pi giờ h. Công thức rồi. Diện tích đáy thì là pi giờ bình xung nhân 2 nữa. Chúng ta thay số. Số 2 vẫn là số 2 này. Pi là 3,14 này. Giờ là 4 này. Còn h là 12 này. Đấy. Còn diện tích đáy số 2 vẫn là số 2 này. Pi là 3,14 này. Và giờ bình là 4 bình. Chúng ta thay công thức vào. Bấm máy thì sẽ ra được là 401,9. 92 cm vuông. Và diện tích giấy cần để làm chúng ta cộng thêm 5% nữa, tức là 100% là
là bằng này rồi, cộng thêm 5% nữa là 105% nhân với cái phần này. Tức là bản chất là chúng ta đem cái diện tích cộng thêm 5% của diện tích nữa sẽ ra 422. Đây, lấy 105% nhân. Đấy. Công thức chúng ta cũng biết rồi, S toàn phần đây là ghi nhớ thêm thôi. Cái hộp chè đây các em nhìn thấy đấy. Đó. Đây là bài toán rất là thực tế. Tuấn Anh thì nêu cái làm thôi mà. Này ơi, Dạ, nêu phải cách là nào? vì đoạn ống có hình trụ nên ta có là thể tích bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Suy ra diện tích đáy sẽ bằng thể tích chia cho chiều cao bằng 32 chia cho 5 bằng 6,4 mét vuông. Rồi. Okay. Thì các em thấy một đoạn ống nước hình trụ dài 5 mét, hình trụ tức là cái ống nước như thế này, hình trụ này đó, cái ống nước này, đoạn ống nước hình trụ dung tích là 32 mét khối, có V ở 32 rồi, khối diện tích đáy chưa biết nhưng mà dài 5 mét tức là h bằng 5. Thì các em biết rồi, V thì bằng S đáy nhân với h. Vậy thì muốn tính S đáy, S sẽ bằng V chia cho h. V có rồi, h có rồi. Đấy, như vậy chúng ta sẽ trình bày bài này. Đó là lấy thể tích chia cho chiều cao, tức là chiều dài. Như thế này, h bằng 5, tức là chiều dài bằng 5, v thì bằng 32, cho nên là diện tích đáy, công thức chúng ta có rồi, diện tích đáy thì bằng v chia cho h, v bằng 32 trên 5 bằng 6,4, vậy là xong. Yeah. Công thức thì đấy, có một số cái chú ý về công thức các em có thể tham khảo thêm. Hai cái phần bên dưới này. Tóm lại, diện tích đáy thì bằng thể tích chia cho chiều cao, dựa vào công thức bình thường của chúng ta là V bằng S nhân H. Ngày nay chúng ta thấy như sau. Đường kính đáy là 12 cm, tức là đường kính là D bằng 12. Các em sẽ suy ra được đó là bán kính đáy là R bằng 6, chia đôi mà. Chiều cao thì bằng bán kính h, chiều cao bằng bán kính đáy cũng bằng 6 nốt. Như vậy chúng ta có giờ rồi, có h rồi. Chúng ta tính diện tích xung quanh. S xung quanh. Diện tích xung quanh là bằng S đáy nhân chiều cao. Đấy, diện tích đáy chúng ta có giờ rồi, chúng ta sẽ tính được diện tích đáy và nhân với chiều cao. Công thức cái hướng là như vậy. Quá trình trình bày của chúng ta cũng sẽ đi tính bán kính trước, tính diện tích đáy, sau đó lắp vào công thức như thế này. Đầu tiên chúng ta tính bán kính đáy. Giờ chúng ta phải nói bán kính đáy là 12 chia 2 bằng 6. H bằng giờ bằng 6 vì là chiều cao bằng bán kính đáy nên diện tích xung quanh là công thức là 2 pi giờ h. 2 pi giờ h. Công thức đấy chính bằng
chu vi đáy nhân chiều cao, chu vi đáy nhân chiều cao đấy, chu vi đáy 2 pi, 2 đây, pi là 3,14 nhân giờ là 6 nhân với h cũng là 6 nốt. Kết quả chúng ta bấm máy ra được 222,08 đáp số. Em tưởng tượng là cái miếng phô mai nó như này. Đây là một cái bánh nó giống như cái khoanh giò như thế này. Bây giờ người ta cắt ra làm 8 miếng. Đấy, em tưởng tượng người ta cắt ra làm 8 miếng, đây là cái phần, đây là mỗi miếng này. 8 miếng như vậy. Độ dày một miếng cũng chính độ dày của hình trụ là 2. Đấy. Nếu pi có rồi này, đường kính đáy là 10, vậy thì bán kính sẽ là 5. Giờ bằng 5. Cái này h thì bằng 2. Như vậy chúng ta có thể tính được thể tích của cả cái miếng phô mai này. Sau đó là người ta hỏi mỗi miếng có thể tích được bao nhiêu thì các em tổng chia cho 8. Nó ra một cái miếng như thế này. Miếng phô mai đấy chúng ta hay mua về đấy. Như vậy là chúng ta phải À, tính mình được tin nhầm, em nhầm. thể tích, sau đó sẽ tính được thể tích của một miếng. Này, chúng ta trình bày như sau. Ổn chưa hả quý? Chiều cao h thì bằng 2 này. H thì bằng 2 đây. H thì bằng 2 này. Một miếng như thế này này, đây là một miếng này. Giống như miếng giò nhà mình. Xếp lại thì nó tròn lại thì nó ra cái hình trụ. Giống như ở cái đồ hộp. Vậy thì bán kính đáy là 2, chiều cao cũng là 2 nốt. Bán kính đáy là 5, xin lỗi, bán kính đáy là 5. Giờ bằng 5. Bằng 5. Như vậy có h rồi, có giờ rồi. Tính thể tích chúng ta sẽ tính được là pi giờ bình h. Pi ở đây là 3,14. Giờ bình là 5 bình nhân h là nhân 2 bằng 157 cm khối. Vậy mỗi miếng có 8 miếng thì chúng ta chia làm 8. Lấy 157 chia cho 8 là bằng 19,625. Đây, nhầm ngay một chút. 19,625 cm khối. Được rồi. Nay chúng ta tạm dừng ở đây nhá. Xin chào cả lớp. Chào thầy. thầy. Rồi.